Xin chào các bạn, mình là Taka Channel. Và qua những thước phim, qua những khung cảnh ta từng xem, Trung Quốc là một đất nước anh hùng hào kiệt, khói lửa điêu linh, lịch sử thì lẫy lừng. Nhưng mà anh bạn láng giềng cũng là ngọn nguồn của những câu chuyện kỳ bí, những thứ kỳ lạ, phong tục kỳ quái mà khi mắt thấy tai nghe ta sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc, nôn nao thích thú hay dùng mình kinh hãi. Trong video này sẽ là những gì có vẻ bình thường với người Trung Quốc nhưng hoàn toàn kỳ lạ ở nơi khác. Cụm từ người mua phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là quan trọng khi ở đây. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu video ngay vào luôn. Và anh em hãy nhấn vào cái nút like nho nhỏ xinh xinh ở bên dưới để ủng hộ cho Taka Channel. Thêm vào đó đừng quên đăng ký kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn. Những thứ thật sự kỳ lạ chỉ có thể mua ở Trung Quốc. Đầu tiên thì đó chính là các máy bán cua sống tại ga xe điện ngầm Nam Kinh. Chúng ta biết rằng người Đông Nam Á và đặc biệt là Trung Quốc thích ăn cua trong nhiều bữa ăn. Vậy nên họ đã thiết kế ra một chiếc máy bán hàng tự động đặc biệt để người dân có thể mua cua một cách dễ dàng nhất. Cua được giữ ở nhiệt độ ổn định là 5 độ C, làm chúng bất động nhưng mà vẫn sống. Điều này quả thật hết sức là tiện lợi cho các tín đồ ham mê hải sản các bạn ạ. 2. Chè gấu trúc. Đây là loại chè từ phân gấu trúc. Ừ, quá là kinh đi mà. Nhưng mà lại là loại chè đắt nhất thế giới. 1 kg chè này có giá khoảng 70.000 đô la Mỹ. Và bạn không nghe lầm một chút nào đâu, thứ này đặc biệt đến nỗi đắt tiền hơn cả cà phê trôn của Việt Nam chúng ta. Xem đến đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ tại sao mọi người lại uống nó, đúng không nào? Một lý thuyết cho rằng gấu trúc thực sự chỉ sử dụng khoảng 30% chè mà chúng đã ăn. Phần còn lại của chè chưa qua chế biến được tích tụ ở trong phân của chúng. Người ta tin rằng trong tất cả chất dinh dưỡng, chè có chứa chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa được ung thư. Vì vậy, chè gấu trúc được bán trên thị trường Trung Quốc như là một loại thuốc bổ chống ung thư và hỗ trợ giảm cân. Không biết là hương vị của loại chè này đặc biệt thế nào? Anh em nào dám thử hay không? Và dám là một chuyện, các bạn còn phải có tiền và dám bỏ tiền ra mua loại chè đặc biệt này nữa nha. 3. Không khí đóng hộp. Triệu phú Trung Quốc là Trần Quang Tiêu lợi dụng sự ô nhiễm tồi tệ tại Trung Quốc bằng cách bán không khí đóng hộp với giá là 5 nhân dân tệ. Thậm chí là không khí còn được chế biến với các loại hương vị khác nhau như Tây Tạng Cổ, Cách mạng Diên An và Hậu công nghiệp Đài Loan. Thực tế cho thấy thì đó chỉ là chiêu trò quảng cáo mà thôi. Sẽ ra sao nếu chúng ta được hít thở không khí của quê nhà các bạn nhỉ? Có vẻ từ không khí đóng hộp này sẽ rất là hữu ích cho bạn nào xa quê đang nhớ nhà. Làm một hơi rồi lại quay trở lại công việc bộn bề. Quả là một điều thú vị. 4. Người giữ xe. Nói ra thì có vẻ vô cùng hy hữu, nhưng đó lại là sự thật mà bạn có thể thấy ở 10 điều kỳ quái chỉ có ở Trung Quốc. Ở quốc gia đông dân nhất thế giới, dù đường xá rộng rãi, cơ sở hạ tầng hiện đại, nhưng mà cũng giống như Hà Nội, Sài Gòn, đông đúc kẹt xe là đặc sản, ai cũng nên nếm thử một lần. Đặc biệt là sau mỗi dịp nghỉ lễ, người dân bắt đầu từ quê lên thành phố, trở lại với những bận rộn mưu sinh thường nhật. Tắc đường càng trở nên thậm tệ hơn trên mọi nẻo đường. Ở Bắc Kinh có thời điểm từng khiến nhiều khách du lịch chết khiếp khi tắc cả 35 làn đường sau dịp Tết Dương lịch. Nếu bạn muốn thoát khỏi tắc đường, ở Trung Quốc bạn có thể gọi một dịch vụ. Họ sẽ cho người tới ngồi giữ xe của bạn và một chiếc xe máy sẽ đưa bạn tới nơi cần đến. Khi nào xong việc, bạn lại bắt xe về chỗ cũ để nhận lại xe của mình. Dịch vụ này thật là kỳ cục và ta càng nghĩ là nó sẽ không sang đến Việt Nam mình được đâu. Có bạn nào ở Việt Nam thấy dịch vụ này chưa? Hãy comment cho Taka cùng biết với nhé. 5. Móc khóa rửa sống. Điều này sẽ khiến những người bảo vệ động vật đầy giận dữ. Họ bán rùa Brazil còn sống trong các móc gắn chìa khóa. Quả là quái dị đúng không nào? Một con vật sống nhỏ bé trên chiếc chìa khóa. Thật không thể nào tin nổi tại sao người ta lại ưa chuộng từ đồ vật có vẻ tàn ác như vậy. Taka thì không thấy nó dễ thương một chút nào. Còn các bạn thì sao? Những con vật này bị nhốt trong một túi bong bóng đổ đầy dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống của chúng trong vòng 3 tháng. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là con rùa đã lấy oxy từ đâu để sống. Một số nhà bảo vệ động vật ở Trung Quốc cũng đã phản đối kịch liệt về kinh doanh những sản phẩm như thế này. 6. Người da trắng. Tất nhiên là việc mua bán người là phạm pháp. Nhưng mà Taka đang muốn nói tới việc thuê người. Các công ty Trung Quốc thuê những người da trắng giữa cuộc họp quan trọng nhằm làm cho công ty họ trông có vẻ quốc tế hơn. Điều này nghe có vẻ buồn cười thật đấy.
nhưng mà cũng có lý đấy chứ. Tâm lý sính ngoại cũng là một phần trong lòng sợ Trung Quốc mà. Không biết là ở Việt Nam mình đã có công ty nào có dịch vụ như vậy chưa? Để tôi thuê về kênh của tôi đọc phát cho nó hả oai. 7. Thịt cá sấu và cá mập. Trong số tất cả loại thịt kỳ lạ được bày bán ở Trung Quốc, thịt cá sấu đứng đầu danh sách trên. Cá sấu được trưng bày và khách hàng có thể mua nó một cách rất là công khai và hợp pháp tại quốc gia này. Cá sấu và cá mập nguyên con được bán tại quầy hải sản của siêu thị Walmart. Theo Trung Y thì cá sấu công dụng chữa hen suyễn, còn cá mập có thể nâng cao, bồi bổ chức năng của nội tạng. 8. Xác chết. Bạn không nghe nhầm một chút nào. Quả thực nếu là một tay mê phim Trung Quốc, bạn sẽ biết vài bộ phim dựa trên câu chuyện mua bán có thật tại đây. Mặc dù bị cấm, nhưng câu chuyện mua bán xác người chết vẫn diễn ra tại đây. Nghe tôi đã thấy rợn hết cả người rồi. Anh em bao giờ tự hỏi người ta mua xác chết về để làm gì hay không? Dĩ nhiên là không phải để ngâm rượu hay nấu cao gì gì đó đâu. Việc mua xác người chết là một phong tục của người Trung Quốc cổ xưa để phục vụ đám cưới của hai người chết. Những đám cưới ma này theo truyền thống được tổ chức cho những chàng trai trẻ chết trước khi lấy vợ. Có một câu chuyện là trong tháng 3 năm 2013, những kẻ đào mộ đã bán được 10 xác chết làm cô dâu ma mà không hề có sự đồng ý và bỏ túi được 240.000 tệ. Quả là những tay buôn bán gan dạ, đúng không nào? Hủ tục này xuất phát từ quan niệm xưa kia của người Trung Quốc. Khi một người chưa lập gia đình và bất ngờ qua đời, họ cho rằng linh hồn đó có thể cô đơn khi ở thế giới bên kia và mang lại điểm xấu cho cả gia đình. Bởi vậy, những người thân trong gia đình sẽ làm một đám cưới ma với những nghi lễ y như đám cưới thật, giúp con cháu không may đoản mệnh có cuộc sống hôn nhân ở cõi vĩnh hằng. 9. Người chịu tội thay. Bạn không muốn tới tòa án để xét xử. Người ta tin rằng những người cực giàu sẽ thuê những người giống hệt họ để hầu tòa và chịu án tù thay. Còn việc tìm đâu ra những người giống hệt như mình thì không có ai nói. Có bạn nào tin rằng thế giới có thể tồn tại một người giống hệt bạn mà không hề có máu mủ gì với bạn hay không? Nghe ảo thật đấy, nhưng mà cái chuyện này nó thật sự tồn tại ngoài đời. 10. Trà được hái bởi miệng một trinh nữ. Nhắc đến Trung Hoa, người ta sẽ liền nhớ ngay đến vị trà long tỉnh đậm đà, thanh mát quấn quýt không thôi của xứ Hàng Châu, Tây Hồ thập cảnh. Nhưng mà ít ai biết rằng ở vùng đất Hà Nam Trung Quốc xa xôi cũng có một loại trà đặc biệt được làm ra bằng một cách cũng vô cùng đặc biệt. Đồn điền chè Duy Hòa ở tỉnh Hà Nam đã thuê trinh nữ chỉ để hái chè mà thôi. Các cô gái xinh đẹp hái chè bằng một cách rất là độc đáo nhá. Họ dùng môi ngoạm lấy lá chè rồi thả một chiếc giỏ chè đan ở giữa ngực của mình. Họ không được dùng tay chạm vào lá hoặc giỏ. Ngoài việc yêu cầu cụ thể, kích thước ngực phải là cúp C, thì đồn điền này cũng yêu cầu cô gái không được có những vết sẹo hoặc vết thương trên cơ thể của mình. Đây quả thật là một công việc hái ra tiền cho các chị em. Bạn nào cảm thấy mình đủ tiêu chí ứng tuyển như là đi thi hoa hậu thế này thì có thể đăng ký làm ở nông trại này nhá. Việc nhẹ lưng cao là đây chứ đâu. Biết đâu bạn lại gặp được những soái ca Trung Quốc và trở thành phú bà cũng nên. Vậy thì cách thức hái chè quái lạ này do ai nghĩ ra, họ lấy cảm hứng từ đâu? Taka sẽ thông tin cho các bạn biết một chút. Theo công ty này, những yêu cầu kỳ quặc trên xuất phát từ một truyền thuyết về cách chà được hái bởi miệng nàng tiên. Với phương pháp độc đáo này, chà được hái sẽ là sự kết hợp tinh khiết và thuần khiết của các trinh nữ và những búp chà. Loại trà này thể làm người ta đỏ mặt tía tai khi lần đầu biết tới, nhưng nó nét đặc sắc không pha trộn vô cùng thú vị mà ai cũng muốn ghé qua và uống một ngụm trà cho biết, cho say. Khi thưởng thức loại trà này, người uống cũng sẽ cảm nhận được vị tinh khiết và tươi non của những búp chè tiên nữ. Nghe thì thật là cầu kỳ và hấp dẫn. Liệu là anh em khi thưởng thức trà này có cảm nhận được hương vị thật sự của nó hay không thì khó mà nói trước được. 11. Tiệm gà KFG. Thoạt nhìn bạn sẽ nhầm tưởng KFG là biển hiệu của KFC nhờ bị viết nhầm. Nhưng mà thực tế thì không như bạn nghĩ. Ở Trung Quốc cũng có một thương hiệu gà rán đặc biệt, chỉ tại đây mới có thôi nha. Đạo nhái hay không tùy các bạn cảm nhận. Taka thì chưa ăn ở đây bao giờ. Anh em nào thử qua món gà rán KFG này rồi thì hãy chia sẻ cảm nhận. 12. Fakini, thời trang biển độc đáo phụ nữ Trung Quốc. Có thể nói đây là một trong số ít những thứ đồ thời trang kỳ quái chỉ có ở Trung Quốc và có thể sẽ khiến bạn bật cười thú vị. Người dân nước này bảo vệ da mọi lúc mọi nơi, bằng mọi cách, kể cả khi tắm biển. Vì vậy, mốt đồ tắm theo kiểu ninja đã từng dậy sóng ở Trung Quốc một thời và đang xuất hiện trở lại theo một cách kỳ quặc hơn.
Thay vì những bộ đồ bikini khoe những đường cong nóng bỏng, fakini lại giúp người mặc che kín gương mặt, tránh ghe nắng cháy da tại bãi biển. Nhưng mà nhìn các chị các cô diện những bộ đồ tắm trên bãi biển lại khiến người ta có những liên tưởng kỳ quái và có một chút hài hước. Có chút kinh dị như người cá lên từ thủy cung vậy. Cho đến giờ Taka chưa từng thấy nơi nào ở Việt Nam bán thứ đồ như vậy. Nếu có, Taka nghĩ sẽ mua về tặng vợ mình một cái cho bằng bạn bằng bè với các chị em Trung Quốc. Một video vô cùng thú vị đúng không nào? Và đến đây thì cũng lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taka Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất từ mình. Chân thành cảm ơn.